ra giờ là không có tuần nào. Tại hồi đi học em lo học nên đi làm lo làm tới giờ luôn nên chưa có mối tình nào. Chưa yêu lần nào, chưa nắm tay trai lần nào luôn. Nhưng mà em có thích ai không? Dạ không, không ngưỡng mộ hả? Thôi chứ không thích. Chung là còn trong veo. Đúng. Bây giờ mình nhào qua đây mình hỏi bên đây cũng là... còn trong veo luôn. Thiệt không? Ai biết hỏi đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Chào em tên đầy đủ là Trần Thanh Tấn. Em sinh năm 90 và quê quán của em là ở Hậu Giang. Và hiện tại em đang công tác ở công ty xe buýt Megamet Tokyo của thành phố mới Bình Dương. Tuấn làm Bình Dương làm cụ thể làm cái gì? Dạ em lái xe bên xe buýt với chở chuyên gia Nhật. Mời nhà gái. Em giới thiệu về mình nha. Dạ, em tên là Trần Thị Hồng Phúc, em năm nay 25 tuổi, hiện em đang làm công nhân tại một công ty may tại quận Tân Bình. Ở Tân Bình là em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. À, ba mẹ ở Tân Bình luôn. Rồi, xin mời nhà trai nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nào. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Giỏi rồi đó. Vậy là vợ khen giỏi chắc ăn rồi đó. Em như một cô tắm vậy đó. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hay là dễ tin người á. Ai nói gì nhiều khi đôi lúc cũng tin nhiều lắm. Đó là cũng là khuyết điểm của em. Thôi kệ, mình tin người ta, nhưng mà ta làm xấu kệ người ta. Làm xấu họ tự chịu thôi. Rồi còn nhà gái thì sao? Dạ em nói ưu điểm là luôn vui vẻ, hòa đồng trong công việc, siêng năng cần cù. Còn khuyết điểm em là nóng tính, cọc cằn, mù đường, thích nói với lại không được giỏi nấu ăn. Bên đây nấu ăn được. Em chắc là ít đi ra ngoài lắm đúng không? Xuống nguyên một tuần là chắc chỉ làm việc xong rồi thứ bảy chủ nhật rồi ở nhà thôi. Dạ, đúng chơi rồi. quanh không sao đâu, nhà trai tôi lo hết mấy vụ đó. Đúng rồi, mà. Đừng từ đây về sao đừng lo mấy chuyện này nữa. Cọc dữ không em gái? Trời dễ thương quá, dễ cọc dữ hả? Nóng tính thôi, ai chọc em giận thì em giận thôi. Mà cọc lên là làm gì, cọc làm sao? Em giận là em bỏ đi hoặc là không nói chuyện nữa. Vậy đâu phải cọc đâu. Cọc phải luyện đồ, đập đồ, đá văng đồ này kia chứ. Cái nhìn nó dễ thương quá. Dễ thương quá trời luôn. Nhìn không có thấy không cọc nổi đâu. Mình dễ thương như vậy nè, mà hơi mù đường như vậy nè. Rồi mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu ai ra giờ là không. Ủa có mối tình nào. Tại hồi đi học em lo học nên đi làm lo làm tới giờ luôn nên chưa có mối tình nào. Chưa yêu lần nào, chưa nắm tay trai lần nào luôn. Nhưng mà em có thích ai không? Dạ không, không ngưỡng mộ hả? Thôi chứ không thích. Trong mình đi làm á, mình có thấy một cái anh nào trong công ty mình? Dạ không, môi trường em làm là toàn là nữ nhiều hơn anh. Nam thì ví dụ có đó, nhưng mà lập gia đình hết rồi. Nên em nghĩ nói chung là không có điều kiện để thích ai cả. Nói chung là còn trong veo. Đúng. Bây giờ mình nhào qua đây mình hỏi bên đây cũng còn trong veo luôn. Thiệt không? Ai biết hỏi đi. Chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào em. Sao mình mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Đó, trong gì mà trong? Đó, trong gì mà trong? Bên đây cũng còn trong veo luôn. Thiệt không? Hơi trong. Sao mà 2 mối tình đã đi qua cuộc đời em rồi? Tại vì cái mối tình đầu tiên của em quen cũng được mấy năm á, thì cũng đang quen không biết lý do là sao, thì bạn gái thì cũng đi lấy chồng ở nước ngoài. Bạn làm đám cưới thì cũng có mời em cũng có đến dự và chúc mừng cho bạn. Rồi xong là vài năm sau thì em cũng có quen mối tình thứ hai. Cũng có mối tình thứ hai thì kéo dài khoảng những năm thì em phát hiện cái người yêu của em là cũng còn quen với cái bạn cũ. Nên em không tiếp tục nữa. Gái cũng bắt cá hai tay vậy đó hả? Vậy tôi tưởng đó giận trai bắt cá hai tay không chứ? Có chứ, con gái cũng có bắt cá hai tay chứ. Có luôn vậy đó hả? Coi như là mình bị cấm sừng đó đúng không? Tội nghiệp không? Đau khổ không? Dạ lúc đó cũng đau buồn lắm. Cũng có khóc á, khóc cũng nhiều á. Khóc mấy ngày? Khóc lúc đó là đi đám xong, rồi xong em ra đám thì em vừa chạy xe vừa khóc. Lúc đó trong tháng đó thì em cũng giảm tới mấy ký á, 3-4 ký vậy. Chị Lan nói nè, mình mà bị cấm sừng mình đừng khóc. Trừ khi nào mà mình hai đứa rất là thương nhau nhưng mà vì mình không lo được cho người ta hoặc mình làm lỗi một cái điều gì đó thì mình hãy khóc ha, hoặc bị cấm cản thì mình hãy khóc, chứ còn mà người ta cấm sừng người ta không nhưng mà người nói gì không được, người ta đã thương rồi người ta buồn người ta phải khóc thôi. Chuyện bình thường, có cấm cái gì tôi cũng khóc là khóc ha. Bị cấm sừng nói gì thôi chứ trong lý thuyết thôi ha. Thực tế không tôi có bị đâu hoài mà, đúng không bao giờ khóc. Trời ơi, đúng không Tuấn? Mình thương người ta quá, người ta bỏ đi lý, người ta có người yêu khác, mình buồn mình khóc, thậm chí ức nữa. Dạ đúng. Mình bị cấm sừng mình ức mình khóc vậy thôi. Dạ. Nè, người yêu cũ mời đám cưới có đi bỏ bao nhiêu không? Dạ có. Đi nhiêu tiền? Dạ đi mừng cưới là 500. Không cũng tốt, có 500 mà được. Dễ rồi quá trời. Tôi qua nhà gái rất là xinh xắn luôn. Bây giờ vậy nè, bên kia thì có kinh nghiệm hơn tình yêu, họ sẽ trao đổi với mình, hướng dẫn mình yêu đương nhiều hơn. Dạ. Bây giờ là mình muốn
có người yêu lý tưởng mẫu hình như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là chín chắn, chững chạc, có tính tự lập cao, có công việc sự nghiệp ổn định lâu dài, cao trên 1m65, hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn, với lại là không hút thuốc, không cờ bạc, rượu bia. Ủa, tiêu chuẩn là nó có lâu chưa vậy? Dạ, có lâu rồi mà chưa tìm ra đúng không? Hèn gì, rành rọt quá, nói tiêu chuẩn rất là rành. Nói xuyên suốt coi như nó nhanh lắm. Leo luôn. Tức là nó nằm trong đầu lâu lắm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà chưa tìm ra người đó. Dạ chưa. Bây giờ là nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm trong cái tiêu chuẩn nhà gái? Dạ em đáp ứng khoảng chừng 98%. Đó, an tâm chưa? Thấy bạn muốn hẹn hò uy tín không? Đó, trời ơi, còn nhà trai muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Tìm bạn nữ thì hòa đồng, tính tình thì vui vẻ, lễ phép với người lớn, có một chút truyền thống, một chút hiện đại trong đó thì càng tốt. Bên đó cọc lắm á. Bên đó cọc lắm á. Cọc thì em lo được. Em lo được đúng không? Dạ. Ừ. Không đâu à. Tuấn ơi, bên đây cọc dễ thương lắm, yên tâm, càng cọc càng dễ thương. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân đi. Tuấn đi với ai? Dạ hôm nay em đi với, tính đi với sếp mà sếp bận nên em đi một mình. Rồi có anh Quyền Linh là. Dạ. Nhà gái đi với ai cưng? À, em đi với mẹ em nghỉ. À, rồi, con chào cô. Trước mắt em chào hai MC. Dạ. Chào khán giả có mặt tại trường quay. Cô thấy nhà trai sao cô? Chững chẳng. Nhìn cũng được cái con, mẹ nhìn được cái con ở đó là do con thôi. Đó, mẹ nhưng mà cô thấy chàng rể tương lai này cô có ưng chưa? Cô có chịu trong bụng chưa? Cũng chút. Dạ, đó, vậy đó, vậy là mình có thêm niềm tin rồi. Cảm ơn mẹ. Rồi bây giờ chúng ta cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào anh. Cảm ơn hoa tặng. Cảm ơn. Dạ, chào em. Dạ, anh có quan niệm thế nào về hôn nhân ạ? Anh quan niệm đi hôn nhân thì nếu mà đến chương trình này thì mình cho nhau một cơ hội thì quen. Tính của anh thì rất là chân thành. Dạ. Mà khi mà đi đến hôn nhân thì anh có cái niềm tin. Niềm tin khi mà mình quen mình sẽ đi đến hôn nhân. Dạ rồi. Anh luôn có ý chí cầu tiến. Vậy anh có quan niệm thế nào? Có làm dâu không anh? Hay là... Mẹ của anh rất là thương dâu. Nếu như mà làm dâu cũng được hay là không làm dâu thì cũng không sao. Vậy hả anh? Vậy anh có... quyết định sinh sống ở đâu không? Anh thì ở đâu anh sống cũng được hết. Công việc mà ở đâu là tốt, ví dụ như sau này thì tốt cho mình hoặc cho gia đình của mình thì ở đâu anh sống cũng được hết. Dạ rồi. Dạ. Ví dụ như là mẹ của anh hoặc em cãi lộn, anh là người đứng giữa, anh sẽ xử lý tình huống như thế nào ạ? Thì anh là người đứng giữa nhưng mà cũng khó xử, đó là anh phải tìm hiểu nguyên nhân, anh phải nghe cái câu chuyện đó là như thế nào anh mới giải quyết được, chứ anh không có đứng về phía nào được. Dạ rồi. Dạ. Ừ. Vậy vấn đề tài chính thì anh thích ai giữ hơn hoặc là của ai nấy giữ à? Tiền thì anh giữ thì nó hơi hờn hạt một chút, thì nếu mà được thì anh sẽ giao cho vợ giữ. Dạ. Dạ. Hiện tại thì em cũng có một người em đang tuổi ăn tuổi học, em thì cũng đang lo cho em ấy. Không biết anh có đồng ý cùng em lo cho người em này ăn học tới nơi tới chốn không ạ? Thì nếu như mà anh với em quen thì nếu mà được thì anh sẽ cố gắng. Dạ rồi. Dạ. Anh định quen trong bao lâu là sẽ tiến tới hôn nhân ạ? Nếu như mà được tốt thì trong năm nay hoặc năm tới, nếu mà tốt thì anh thấy là trong năm nay nó sẽ được. Dạ rồi. Dạ. Giờ bước tới nắm tay bạn gái hát, bạn gái nghe bài đi. Cho nắm tay. Đó. Giờ em sẽ ca một cái khúc trong cái bản mà về quê ngoại. Dạ. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Dạ hát ạ. Bạn trai có thể nói hết cái suy nghĩ của mình về bạn gái nãy giờ nói chuyện đi. Em thấy bạn nữ là rất là dễ thương, rất là xinh, rất là chân thành. Dạ. Vậy ví dụ em nóng hả, anh giận hay là anh nguội? Cái tính của anh thì em mà nóng thì anh kiếm chuyện, anh sẽ làm gì đó cho em vui, cho em bớt nóng. Hoặc nếu mà em nóng quá thì anh sẽ tránh mặt, khi nào mà em nguội xuống thì hai đứa sẽ nói chuyện. Em thấy nhà trai của anh sao? Dạ. Anh ấy cũng thật thà chất phác. Ừ. Dạ, chắn nữa. Có thể xem đây là đối tượng của mình được chưa? Dạ rồi. Được rồi đúng không? Dạ. Thôi, được rồi. Hai bạn về ghế đi.
Mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thúy Thực. Năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại của em là điều dưỡng chuyên ngành phụ sản. Em quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Trước tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trung Thông, 28 tuổi, đang công tác ở sư đoàn 302, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Hai sao một gạch, này là trung quý, đúng không? Hay quá, anh Linh hay em quá. Em làm nhiệm vụ gì hả Thông? Dạ, em thì bên quản lý kho. Kho đó có gì Thông? Kho đạn hả? Dạ không, kho về quân trang, quân nhu. À, tức là quần áo. Dạ. Rồi gì nữa? Son nồi các kiểu. Vậy là bên... Thông quê ở đâu em? Dạ em thì gốc thì ngoài Ninh Bình chị. À. Còn nhà thì đang ở Vũng Tàu. À, giờ đi xuống Bình Dương nó cũng hơi mệt đó nha. Khoảng cách nó cũng gần. Gần không? Thì nó xa hơn khoảng 10-15 cây thì mình đi được. Trời, bộ đội mà có nhiêu đó mà lo cái gì, sức khỏe nhiều mà. Rồi bây giờ em gái mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Sở trường của em đó là ngủ, ngủ nướng đó. Ngày nghỉ thì em ngủ nhiều đó. Em ngủ đến khi nào mà cảm thấy là người mình cảm thấy giống như kiểu là không còn năng lượng nữa thì bắt đầu mới dậy kiếm đồ ăn để ăn nữa. Trời ơi. Còn ưu điểm của em đó là tính tự lập cao. Cái là sở trường đó hả? Dạ. Còn cái khuyết điểm của mình là gì? Em không biết sao mà em nấu ăn thì một mình em ăn thì được, nhưng mà xong rồi nấu cho mọi người mang lên cho đồng nghiệp ăn thì hay bị chê. Em không biết là do không hợp khẩu vị hay là do em nấu dở nữa, nhưng mà em ăn thì em thấy được. Em ăn được là được rồi. Không sao, kệ ai chê. Anh nghe cái chê. Sở trường với cái khuyết điểm của em là anh thấy ấn tượng rồi đó. Còn bạn trai? Là dễ gần lắm, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em ấy, thì chắc là trong cái giao tiếp, tức là giao tiếp với các bạn nữ thì nhiều khi là mình yếu về cái lĩnh vực đó. Tức là hơi nhát gái, gọi là nhát gái đó. Có... Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có hai mối. Hai mối rồi, ý là nhát rồi đó. Cái mối dài nhất là mấy năm? Dạ, hai mối bằng nhau. Hai mối bằng nhau? Là ba năm. Trời, hai mối ba năm tức là sáu năm yêu rồi đó. Tại sao chia tay? Chia tay mối nào ạ? Thì cộng lại hai cái để mình rút kinh nghiệm á. Thứ nhất là tư tưởng không hợp nhau. Mới đầu thì có thể chung, nhưng càng về sau ra thì mỗi người xác định cái tư tưởng khác. Nhưng mà tại sao 3 năm như vậy, tao không xác định tư tưởng từ ngay những năm đầu đi, mà để đến năm thứ 3 tao mới biết tư tưởng là khác nhau? Thế mới gọi anh, nó mới cắt lối vào đó. Thấy chưa, các bạn cứ yêu nhau mà không hiểu gì nhau, cho nên cứ nhào vào yêu, xong đến gần cuối chúng ta mới tìm ra ô tụi mình không hợp. Có đôi khi mất một khoảng thời gian rất dài với nhau. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình cần rút ra. Bạn gái, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình chính thức là chỉ có một thôi ạ. Quãng thời gian em đang đi học ấy, thì yêu được 3 năm. Chia tay thì cũng được khoảng 4-5 năm rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Tại vì yêu cái lúc đó là đang còn trẻ quá, chưa có cái hoạch định cho tương lai gì hết. Bây giờ mình đã chín chắn hơn chưa? Dạ có lẽ là rồi. Có rút được ra những kinh nghiệm trong tình yêu chưa? Kinh nghiệm thì... Tại vì hồi đó yêu đang còn trẻ nên là chắc kinh nghiệm ít. Bây giờ nếu mà tìm một người yêu nữa thì mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Giống như kiểu là có thể làm điểm tựa cho mình được ấy. Người đó chín chắn, biết suy nghĩ, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, thông cảm cho cái công việc của em nữa. Em có hay trực đêm được gì không? Của em thì không có trực đêm ạ. Nhưng mà em làm thì mất tốn khá nhiều thời gian, buổi tối mới về được. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ chứ? Dạ không ạ, chỗ em làm thì thứ bảy chủ nhật không được nghỉ. Nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần thôi. À, như là cũng có được nghỉ một ngày. Vâng. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nói nhiều, tự cao nhiều quá đấy. Tự tin về bản thân thái quá nên đâm ra là tự cao là em không có thích. Bạn trai thấy mình được bao nhiêu phần trăm của cô gái đưa ra? Em tự tin từ 70-80%. 70-80 ha. Có tự tin thái quá không đó? Đâu không đâu chị ơi, em hả? Chắc luôn chị. Bởi chắc. Vì là đồng chí bộ đội đây nói cũng đúng đó, về kỷ luật quân đội rất là gọi là chắc đúng không? Rồi vậy chứ bộ đội muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, hình mẫu bạn gái em thì chỉ cần biết tức là cách ứng xử với nhau thôi. Trong cuộc sống này có những cái ví dụ như nó không được suôn sẻ thì mình cứ ứng xử ra ngoài đường với nhau như vậy, đừng có dạng nói to tiếng với nhau, có chuyện gì thì về nhà mình nói nhỏ nhẹ với nhau thôi, giao ban riêng. À, giao ban riêng thôi chứ đừng có la lối ôm sờm ngoài ha. Người ta bảo là cái nết nó chết cái đẹp chứ. Có không? Chứ mấy người đàn ông nhìn nó phải đẹp rồi nha. Đẹp thì ai chẳng muốn, nhưng mà mình phải coi cái tính nết hợp chứ. Nhiều khi đẹp là cái tính nó không hợp mình thì không. À, chứ là quan trọng cái tính hơn ha. Được không? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ha. Được rồi. Nếu được khi nào em tiến tới hôn nhân được?
Em yêu với em thì khoảng 1 đến 2 năm nữa. Có yêu cầu gì nhà trai nữa không? Chị qua coi nè. Em không thích bạn trai mà hút thuốc, rượu chè cờ bạc. Rượu chè cờ bạc, nói chung là tứ đổ tường. Dạ vâng. Bạn trai có dính cái món nào không? Rượu chè cờ bạc, trai gái hút sách. Thì mỗi nước hút nữa thuốc thì em không hút rồi. Ừ, được. Còn cái khoản bia rượu thì do xã giao chắc cũng phải có. À, chuyện đó là quán triệt tư tưởng rồi. Không có gì được phải lo hết. Tóc dáng bây giờ có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Không, chỉ cần bạn nam cao trên 1m65 thôi. Tức là nhìn một cái là mình có cảm tình ngay, cười tươi. Biết cái cảm tình của em là như thế nào? Tức là nhìn vui vẻ là được. Anh không cười để tươi móng đó. Tay. Không để móng tay. Ừ, móng tay móng chân là em không bộ thích. Bộ đội mà sao để móng tay được? Đừng lo mấy chuyện đó. Chào chị. Bàn tay kiểm tra. Đấy. Không có móng tay, sạch sẽ gọn gàng. Mặt nhìn vô có cảm tình, đừng nghiêm chỉnh. Cao 1m mấy? 1m65. 66. 1m66 dư 1 phân. Được luôn. Hợp lý. Hơn, hơn. Nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu được thì sang năm. Sang năm. Vâng. Cơ sở thì ở nhà cũng đã chuẩn bị một phần cho em rồi. Cơ sở gì? Về cái vật chất để mình đám cưới á chị. Rồi. Em hình dung nãy giờ cổ là như thế nào? Chắc cũng xinh xắn và chiều cao chắc là tầm khoảng 1m55. Hai nữa là về cái cánh nói thì chắc là người có là tự lập. Cái gì cũng được á, chỉ có cái ngủ mà chừng nào hết sức mới dậy đi kiếm gì ăn thôi. Được không? Ngày nghỉ là bạn nói là nghỉ vô cái ngày không phải cuối tuần mà những ngày đó thì em không ở nhà nên chắc thoải mái. À. Tính toán quá ha, hay quá ha. Rồi, một chàng trai rất dễ thương. Để qua xem bên đàn gái thế nào nha. Bộ đội là yên tâm rồi. Ừ, chàng gái. Dạ. Dễ thương quá. Em có cảm tình với mấy anh bộ đội không? Sẽ có chứ. Tại vì bên bộ đội, bên quân nhân là mình nhìn thấy là cái cảm giác nó như là kiểu được an toàn ấy. Đúng rồi. Rất là an toàn, vậy khỏe rồi. Vâng, mà không biết là có an toàn thật không thì em chỉ cần cảm giác vậy thôi. Chút xíu á, anh ở nhà một sếp nào để coi cái độ an toàn nó như thế nào á. Quan trọng là kiểm soát được con tim thôi. Hôm sau về nhà em sẽ cố gắng quản lý. Hôm nay phía nhà gái mình đi với ai nè? Hôm nay thì em đi với chú và thím. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả trong khán phòng. Nói chung là trong quân đội thì chắc là ok. Chú chấm là được 7 điểm. Chương trình đã tạo cho hai cái đứa cái duyên để gặp gỡ ở đây rồi. Còn cái phần số thì xíu nữa ra ngoài hai đứa thì từ từ tìm hiểu. Cho chú hỏi là bạn có thể uống được khoảng bao nhiêu chai bia? Về uống với chú á. Bia thì cháu uống khoảng 5 đến 4 năm. Tại vì chú uống cũng không nhiều, nhưng mà lỡ may mà sau này đến thăm chú thím chẳng hạn, hoặc chú thím đến chơi mà mình chú uống thì cũng không được. Uống nhiều quá thì cũng không tốt. Nên là biết chú chúc là tốt, nhưng cũng không nên quá. Vậy là cũng có điểm hợp với chú rồi đó. Em trai đi với ai? Ông. Dạ em đi với anh ruột em. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên Thành, là anh trai của Thông. Thì ở nhà Thông là một người sống rất là có trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt là Thông rất là thích chó với mèo nữa. Thấy là bạn nữ khá xinh xắn, dễ thương, nói chuyện thì rất là hợp ý với Thông. Hy vọng là hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Có sếp ở Thông đây không Thông? Ôi, sếp nào của dạ, Thông à. Rồi cho anh gặp sếp Thông. Kính thưa anh Quyền Linh với chị Cát Tường, thấy là cơ bản thuận lợi. Một là em là làm bên điều dưỡng, thì sau này có điều kiện thì xin về dưới chỗ cơ quan đồng chí Thông đóng quân ấy, xin vào bệnh viện huyện, hoặc là có thể có điều kiện thì xin vào trong quân đội làm bên ngành y tá, y sĩ thì cũng là tốt. Đấy, còn một cái điểm yếu của em nữa thì chắc đồng chí Thông cũng khắc phục được, đó là nấu ăn dở, vì đồng chí Thông là chuyên nghiệp về nấu ăn cho bộ đội. Cuối cùng chúc hai em là sẽ nắm tay nhau, chia ngọt sẻ bùi và đi hết cái cuộc đời của mình. Xin hết. Hay quá sếp ạ. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi. Kéo màn. Nói chuyện đi Thông. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Trời ơi, đẹp quá. Trái tim mà làm bằng lựu đạn hả? Làm bằng đạn, viên đạn chứ không phải lựu đạn. Trái tim hình viên đạn. Đúng rồi. Anh chào em. Em ơi, em chào anh. Trước tiên thì qua nói chuyện thì anh thấy em cũng tương đối gọi là hợp với cái mẫu anh chọn. Cái phần nấu ăn dở là không có hợp đâu ạ.
À không sao, cái phần đó thì có một chút anh dạy kèm thêm hoặc là hoặc là anh trực tiếp anh làm. Vâng. Cái việc đó thì đơn giản thôi. Từ chỗ anh mà lên chỗ em thì chắc là cũng hơi xa đấy. Không, Bình Dương. Bình Dương chỗ nào em? Em ở chỗ Mỹ Phước. Khi mà đã thích với nhau thì xa mấy cũng đi được không? Em hy vọng là được. Chúng tôi đã có những cặp đôi là cách nhau cả ngàn cây số cũng đã lấy nhau rồi đấy. Thì các bạn yên tâm điều đó. Quan trọng là các bạn đủ yêu thương hay không, tình yêu có thăng hoa hay không thôi. Chúng ta có thể nói chút xíu về tương lai của hai người, nếu như đến với nhau người ta sẽ như thế nào? Có thể một mình sẽ tạo là xin cho bạn nữ chuyển công tác vào với em, hoặc là em sẽ chuyển công tác vào trên đó. Công việc hiện tại thì em đang làm vậy thôi, chứ em cũng không có, chưa có xác định là sẽ ở Bình Dương. Thì nói chung là cái đó là quen quen đi rồi em mới xác định là sẽ ở đâu. Nghĩa là anh ở đâu em cũng có thể đến ở chỗ anh được, đúng không? Đó, sau này hai người lấy nhau về sinh con đẻ cái hay sao, rồi kinh tế trong gia đình ai quản lý, tiền bạc ai quản lý, bàn với nhau luôn đi hai em. Cái về quản lý thì chắc để nữ chị. Tại em nhiều khi em tiêu hoang lắm. Em đi ngang qua gì em thấy thích là hứng mua. Mua xong cái về là kêu, ô sao mình, tự nhiên mình mua đó là về làm gì? Là tiếc. Nhờ em đôi khi cũng vậy đấy. Không xài tới. Tính của em đôi khi cũng thế. Rồi đó coi. Hai người lấy nhau đi có làm như tiền gửi tôi giữ giùm cho. Nhưng mà em nghĩ là nếu như khi mà có gia đình rồi thì mình sẽ cân nhắc cái chuyện đấy hơn. Anh và em thì trước khi đến đây là hai người là xa lạ. Nhưng mà sau chương trình này chúng ta biết nhau thì anh mong giữa anh và em sẽ cho nhau cái cơ hội là tìm được một nửa người của mình. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trái tim của em, trái tim mang hình viên đạn. Nắm tay nhau nào. Đẹp đôi đó nha. Đó, mọi người nói gì đó? Đã nghe hiệu lệnh từ phía dưới. Được không? Cảm giác sao không? Lần. Giống như năm sáu chai bia vậy đó. Rồi, đây là những cái vé xem phim của hệ thống Cùng Đạp 212 lý chiến thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại 4G có cài sẵn ứng dụng của Mocha. Khi cài đặt ứng dụng của Mocha, hai bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau. Rất là thú vị, hai bạn nhớ liên lạc với nhau nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Hay quá, hai cặp đôi hôm nay dễ thương quá. Quý vị chú ý đón xem nha, vào kênh YouTube MCV Media hoặc là vào cổng thông tin Love TV. Và đừng quên nhấn subscribe để xem lại Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ thì Nguyễn Linh và Cát Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào. Để đây này, chào. Rồi, trai giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào bạn nữ cùng chơi. Xin chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Trần Nguyên Hoàng, cấp bậc trung úy, chức vụ trung đội trưởng. Đơn vị công tác hiện tại là Trung đoàn 31, Sư đoàn 309. Hiện đang đóng quân ở phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Quê quán của tôi thì ở Hà Tĩnh. Năm nay 24 tuổi. À, 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ quá trời đất nha. À, không ai nghĩ bạn ở Hà Tĩnh hết hả? Nói tiếng Nam gặt luôn. Bên đó bao nhiêu tuổi? Do điều kiện là tôi sinh ra và lớn lên ở trong miền Nam nên là nói tiếng miền Nam. Đúng nhưng rồi. Mà khi về quê thì mình vẫn có thể nói tiếng Hà Tĩnh. À, chút giới thiệu từ Hà Tĩnh thôi nha. Xin nói nghe nè, qua chưa nghe rõ là bên đó bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. 24 tuổi hả? Đúng rồi. Wow, trẻ dữ vậy đó. Hoàng, 24 tuổi, cấp bậc trung úy. Rồi, còn mời mình, nhà gái. Mình giới thiệu. Dạ, xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và khán giả trường quay. Rồi, em tên là con. Nguyễn Huỳnh Xuân Lan. Em đến từ Bến Tre, em nay 23 tuổi ạ. 23 tuổi? Dạ. Trời, hai đứa nhỏ xíu vậy đó hả trời? Dạ, công việc của em thì em vừa làm việc từ Nhật Bản về. À, em từ Nhật Bản về. Dạ, hiện tại thì em đang đi học nâng cao tiếng Nhật lên ạ. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Về lâu chưa? Dạ, em về được 9 tháng rồi. 9 tháng rồi, vậy dạ. Là trước dịch đó phải không? Dạ, trước dịch. Có cách ly chưa? Trước dạ. Dịch mà cách ly gì ông? Dạ, con về hồi năm, con về tháng 12 lận. Trước cũng cách ly chứ. Rồi nè, hỏi nè, dạ. Hồi đó ở bên Nhật thì mình học hay là mình đã làm rồi? Dạ, con đi làm. À, con đi làm. Dạ. Rồi sau khi về đây, rồi lý do gì lại thích lấy chồng bộ đội vậy trời? Một phần là ngưỡng mộ cậu con ngày xưa là cũng làm trong quân đội. Ừ. Rồi một phần là ngày xưa con cũng thích học bộ đội nữa nhưng mà không có cơ hội nên thôi. À, vậy dạ. Đó hả? Vậy cuối cùng là cũng phải lấy bộ đội cho bằng được để dạ. Mà gọi là tức quá mình không được làm bộ đội đúng không? Dạ. Rồi chồng mình phải làm bộ đội. Dạ. Rồi bây giờ sẵn vậy cái mình nói luôn cái điểm mạnh của mình với điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của con là biết nấu ăn, hòa đồng, vui vẻ. Dạ. Ừ. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu là dễ tin người, dễ quên. dễ tin mà dễ quên. Dễ tin, dễ quên và đặc biệt là thích ăn. Ừ. Điểm yếu thích ăn nghĩa là con ăn mà mỗi lúc mỗi nơi nên khó giảm cân nên nó điểm yếu của con. Ôi, không sao, cùng tim của cô. Vậy là con hợp với cái người kế bên đó con. Tôi tự nói rồi. Bên đây ta tự nói không nghe hả? Bực mình. Rất hợp luôn. Rồi, bên đây đàn trai điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của mình thì về tính cách là một người vui vẻ, hòa đồng, thích nói chuyện tiếp xúc như là với các bạn mới. Mình biết chơi thể thao, mình cũng biết một chút về chơi đàn cũng như là ca hát, một chút về ngoại ngữ và vi tính. Ngoại ngữ hả? Dạ. Nói tiếng gì? Hồi đó mình thích học tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Bên kia biết nói tiếng Anh không? Dạ, con biết nói tiếng Nhật thôi. Rồi, vậy hai đứa tự nói tự nghe luôn. Không, cái ngôn ngữ đó xài khi nào gây lộn. Dạ. Bực mình là cứ đứa tiếng Nhật, đứa tiếng Anh thôi kệ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi, giờ mình nói nè, bây giờ mình đã có mối tình nào chưa nè? Dạ, tới giờ thì con chưa có mối tình nào dắt dài cả. Chưa có đúng không? Dạ. Bởi vì cô cũng nghĩ vậy cho nên là cô phải hỏi là đã có mối tình nào chưa? Dạ. Lúc qua Nhật còn nhỏ quá mà đúng không? Dạ. Và chỉ có đi làm mà thôi đúng không? Dạ. Ở bên đó cuộc sống nó rất là gọi là hối hả. Dạ. Không có thời gian để cho chỉ mình. Làm và làm thôi. Dạ. Chính xác. Rồi về đây 9 tháng rồi mà cũng chưa có người yêu luôn. Dạ chưa. Lý do tại vì việc là lý kém do quá COVID. Đúng không? Dạ không là do COVID. COVID sao tìm người à COVID hả? COVID cho nên. COVID. Rồi. Em trai, con mới mối tình rồi. À, con nói đối với con thì không chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Con chỉ có quen và tìm hiểu thôi. Tìm hiểu được mấy tháng? Dạ, tìm hiểu được khoảng 3 tháng. Nên còn đến nay là chưa có mối tình nào là chính thức. À, dạ. Mới tìm hiểu 3 tháng chưa có hợp nhau đúng không? Dạ. À, vậy là được á, hai đứa còn trong veo luôn á. Trong veo luôn nè. Thôi mà cái tuổi này trong veo là đúng rồi. Đúng rồi. Đứa 24, đứa 23. Chào cưng. Chào cô. Nói nghe nè, rồi cưng, nếu mà chưa mình chưa có yêu bao giờ đó, tức là mình chưa có mối tình sâu đậm nào á, thì bây giờ cưng muốn cái người bạn gái của mình phải ra làm sao? Với con thì con muốn một người bạn nữ là về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, có một chút hài hước, rồi là một người nhanh nhẹn, tháo vát, biết chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn. Còn về nơi ở của bạn đó thì có thể là ở những khu vực gần nơi con làm việc và sinh sống, ví dụ như là ở Biên Hòa hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận.
để tiện trong quá trình tìm hiểu. Mình có thời gian mình có thời gian. Còn... nãy cưng nói cưng ở đâu quên rồi. Dạ con ở Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre. Bạn này ở tới Bến Tre là. Nếu mà ở Bến Tre thì nếu mà có dịp mình vẫn xuống đó được. Sao xa quá anh có chịu không anh? Hơi xa xíu. Xa đâu. Thời gian gặp sẽ bớt lại. Bến Tre có xa đâu. Bớt lại thôi. Rồi nhưng mà ngoài cái yếu tố mà địa hình ra thì tất cả những cái gì mà cưng nói nãy giờ là bạn này có tới 90% những cái điều mà cưng nói rồi. Dạ vậy là quá tốt rồi cô. Đó thì bây giờ chỉ còn vấn đề địa lý mà thôi ha. Còn con sao con muốn cái người quân nhân của mình phải như thế nào? Dạ trước tiên là kính trên nhường dưới. Dạ con cần người kính trên nhường dưới, lịch sự, chân thành, thật thà. Có cần đẹp trai không? Dạ không cần đâu. Cao là được. Cao to không? Dạ cao, càng cao 1m67 trở lên là được rồi. Cao 1m. Sao nè? Giờ mình nói nghe coi mình mét nhiêu nè. Con 1m65. Nhưng mà đi giày lên thì chắc cũng lên được 3 phân. Thời điểm đó. Này bây giờ thời buổi này giày độn cả 10 phân không có lo gì trên á. Dạ. Đúng không? Dạ. Con mét nhiêu? Dạ con 1m63. 1m63 người ta 65 cao hơn mà, trời ơi. Cao hơn tới 2m luôn mà sợ gì. Trời hết hồn, tôi tưởng ngược lại con ơi. Chiều cao không nói lên chút vấn đề gì cả. Quan trọng là mình thấp mà nhiều người phải ngước nhìn. Xích qua tôi nhìn mà gái xíu coi. Ngước đi. Dạ chào chú Nguyên Linh. Dạ con. Chào con. Dạ chào chú. Bến Tre hả? Dạ. Con làm tại thành phố luôn hả? Con đang học ở thành phố. Học thành phố luôn. Dạ. Rồi cái tương lai á con sẽ như thế nào? Con định dạ con dự định là con sẽ học tiếng Nhật xong rồi con vào công ty Nhật con làm. À. Dạ. Con vào công ty này làm không? Công ty MCV có tiếng Nhật. Dạ nếu như mà bên chương trình có mời thì con leo con làm luôn cũng được. Ở chương trình này là rất nhiều điều kiện. Dạ. Có thể lên đây bởi vì nếu học tiếng Nhật lên đây là rất là thuận lợi cho con ha. Dạ. Rồi, tình yêu thì đừng nói xa cỡ nào, nó yêu nhau thì cỡ nào cũng tới chứ á. Dạ. Bây giờ con không thích điều gì ở đàn ông nè? Con không thích sự gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Rồi gì nữa? Nói tiếng một, nghĩa là nói trả lời một tiếng á. À. Dạ. Người ta hỏi thì trả lời một tiếng thôi, con không thích gì đó. À. Dạ. Với lại là hay thích kê tủ đứng người khác. Dạ. Nói chung đàn ông mà hay kiểu kê tủ đứng người ta làm gì kệ, ta sao kệ, ta mắc mớ gì kê hoài á. Yeah. Kê đâu, nói kê gì đâu. Mình chỉ nói dù mập mập thôi chứ đâu kê ai đâu. Như vậy thì tôi thấy này bộ đội là có một cái gọi là vững chãi ha. Dạ. Bộ đội là rất là nguyên tắc, rất dạ. là nghiêm khắc, dạ. kỷ luật. Cái này dạ. không phải lo rồi. Vấn đề là hai đứa nhìn nhau có thể có một chút gì đó cảm tình với nhau là mình đã có thể tìm hiểu nhau được rồi. Dạ. Bây giờ con đi với ai? Dạ con đi với cậu, với chị và hội bạn thân của con ạ. Hội bạn thân luôn á. Bạn thân là ế không? Dạ ế. Ế luôn. Dạ cậu ạ. Dạ, dạ xin mời cậu ạ. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, dạ. Hà Nội. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh, dạ. gốc miền Tây mà dạng dày sương gió mà rất quyết tâm, ngực tiến lên. Dạ. Hôm nay với cái tuổi 83, thôi. Nhưng mà còn ngồi ở trong cái chương trình hẹn hò lần đầu tiên đến chương trình này thì tôi thấy hai mít đã xây dựng cho cái đôi bạn trẻ cũng như là cái đôi sồng sồng có nhiều cái cặp vợ chồng rất là ấm cúng. Yeah. Mà qua chương trình thì tôi xin chào tất cả khán giả trong trường quay và đại diện thay mặt cho gia đình cái quyền yêu thương và bấm chuông hay không là do trái tim rung động của hai cháu. Dạ. Và cái quyền hạnh phúc sau này cũng là do hai cháu. Hai mít chỉ là người để mà góp vào cái sự hạnh phúc của hai cháu mà dạ. thôi. Mà quyền quyết định là hai cháu gặp nhau và quyết định cái tương lai vận mệnh của mình sau này. Vì tôi cũng là một cái cụ quân nhân cho nên là cháu tôi nó cũng muốn lấy chồng là quân nhân. Dạ. Cho nên là nó đăng ký thì hôm nay cũng ráng sức già để mà tham gia gặp được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xinh đẹp rồi Mít Quyền Linh dạng dày sương gió mà gốc miền Tây thì chúc cho hai cháu và chúc cho cái mối tình này sẽ được trọn vẹn mà sẽ là thành công sau này, chẳng những ngày hôm nay mà sau này các cháu muốn hẹn hò gì không cần đi xa
từ Biên Hòa xuống phường 2 Tân Bình thì gặp cháu tôi, hoặc là thỉnh thoảng về miền Tây ăn trái dừa, uống nước dừa xiêm cũng nhớ lại. Xin chào khán giả. Dạ, con hay quá. Trời ơi, cậu 83 tuổi. Trời ơi, con tới tuổi đó con không biết còn đứng đây được không? Không, tôi trả lời luôn cho đừng, không đứng được. Nằm không ạ? Thiệt ghét vậy sao? Đây là một MC mà chuyên môn dành đồ ăn của các bạn chơi đó thưa cậu. Có nghĩa là người ta tặng nhau đồ ăn á, là người ta chỉ được hưởng một miếng thôi, còn lại MC dành hết luôn. Người ta cậu ăn dùm. Ở đây lên đây ta tìm mình yêu chứ đây là dành ăn. Làm từ đây đến 20 năm nữa thì ăn như vậy là mỡ trong máu rồi. Coi ai có mỡ trong máu biết liền á. Tôi đang trong chế độ giảm cân, tôi chưa bao giờ tôi dành đồ ăn của các bạn chơi đó. Ăn dùm thôi mà, có ngon lành thôi đâu. Trời ơi. Cưng ơi, cưng đi với ai vậy ạ? Ta đi ai kệ người ta. Đừng nói chứ. Ai cũng đi với ai kệ người ta. Vô duyên ta hỏi bạn chơi mà đâu hỏi. Cái không trả lời. Cưng ơi, cưng đi với ai nè? Không có đi với ai chứ á. Đi mình. Thấy ngộ hôm đó đàn ông vậy mệt không? Trời ơi. Luôn á thì đâu mệt. Đi với ai cưng? Dạ con hôm nay đến tham gia chương trình là có bố mẹ và có cô thủ trưởng, có thủ trưởng chính trị của trung đoàn sư đoàn. À rồi. Ta gặp bố mẹ trước đi ha. Xin mời nhà trai ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân ạ, và em xin chào anh Quyền Linh ạ, và em xin chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em xin chào họ nhà gái ạ. Chào bác. Hôm nay em cũng ra vậy cho em rất là vinh dự và đến đây được gặp chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Và em có gặp được cháu gái đây rất là dễ thương, nhanh nhẹn, hoạt bát và hòa đồng ạ. Thế nên em cũng rất muốn là mong hai cháu tìm hiểu và đến với nhau được là điều rất tốt ạ. Dạ em xin hết ạ. Dạ, em cảm ơn. À, mời thủ trưởng ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân cùng toàn thể các bạn trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Hoàng. Đến với chương trình này thay mặt cho chỉ huy đơn vị chúng tôi cũng rất vui. Báo cáo với lại MC, hai MC xinh đẹp cùng với lại em Lan. Dạ. Là riêng đồng chí Hoàng ở đơn vị là trung đội trưởng, hiện nay ra trường được 2 năm. Qua cái quá trình học tập công tác của đồng chí Hoàng thì đồng chí Hoàng là một con người rất là tốt, tính tình là hòa đồng và là một cán bộ đoàn rất là sông sáo, biết cả hát rồi biết cả đàn, là một người tôi nghĩ rằng đó là một cán bộ nguồn sau này có thể là phát triển lên đến tá đến tướng. Cho nên là em Lan là có cái ngưỡng mộ về bộ đội thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ hội. Và em Hoàng á bảo là tìm bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh với lại ở Đồng Nai thì tốt, tuy nhiên ở Bến Tre thì lên đây công tác. Và trong cái môi trường quân đội thì cũng có nhiều cái điều kiện để mình đến với nhau. Và từ Bến Tre lên đây là lấy chồng là theo chồng, về đây ở rất tốt. Và đơn vị là cũng xây cái nhà công vụ cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp mà khi kết hôn ấy. Yeah. Cho nên là cái điều kiện để sau này tiến tới hôn nhân. Thì qua cái chương trình này cũng rất mong là hai em là tiến tới là hẹn hò và có một cái cuộc sống là tốt đẹp. Và thay mặt cho chị đơn vị xin cảm ơn chương trình và chúc hai em là hạnh phúc. Xin hết. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Thấy đường tương lai bên nhà gái tôi rộng mở quá rồi. Không? Thấy thủ trưởng coi như chờ, là vẽ ra một cái nhà riêng công vụ luôn. Không? Dạ, thôi mở rào đi. Mở không? Ừ, tôi với ông tạm quề nha. Thực ra mọi người biết không, Vân với Quyền Linh ngộ lắm. Cứ khi nào mà cãi nhau ở một số nào á, thì là các cặp đôi họ bấm chuông. Còn hôm nào mà ông mai bà mối á, rất là nhường nhịn nhau, rất là gọi là lịch lãm với nhau, thì hôm đó là bạn đội chơi là không bấm. Cho nên là chúng tôi phải cố tình tìm ra những cái gì đó cãi nhau để cho các bạn bấm chuông cho nhau nha. Làm như cái vía nó vậy rồi ha. Vậy rồi nha. Bây giờ mở rào nha. Mở rào. Rồi, mở rào. Trời ơi, đứng lên đi cưng, đứng lên. Đến với chương trình ngày hôm nay thì mình cũng có một chú gấu bông nhỏ nhắn xinh xắn tặng cho bạn nữ. Thì cũng mong là trong mọi cái hoàn cảnh của cuộc sống, thì mỗi khi bạn có chuyện gì hoặc là bạn có niềm vui, bạn nhìn thấy con bông sẽ nhớ tới mình. Yeah. Và có một bức thư mình viết vội ngày hôm qua thì cũng tặng cho bạn, thì mong bạn có thể đọc nó trong chương trình này. Cảm ơn bạn. Cái thư hả? Vậy là mình đưa đây, đưa cô cầm giùm bà gấu nè. Ở cái thư mở ra coi coi là gì đã nè.
Mình phải đặt ngay và liền. Bộ gấu cưng quá. Đọc luôn hả cô? Romy Suyu gửi em, người con gái mà anh trong ngày hôm nay. Em có biết rằng anh đã rất hồi hộp và mong chờ được gặp em. Anh không biết là em có giống như anh lúc này không? Ngồi viết mà không biết phải viết như nên những điều gì. Anh tự hỏi mình là em cao hay thấp? Làm công việc nào? Tính cách ra sao? Nhưng em à, anh tin rằng anh sẽ gặp được người con gái thật sự phù hợp với anh, thật sự hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng anh những thử thách, khó khăn trong tương lai. Bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất, anh cũng mong rằng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để thông cảm và chia sẻ cho nhau. Và mong cho chúng ta sớm ở bên nhau em nhé. Trần Nguyên Hoàng. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Anh có rồi, thể mở ra. Mở ra đi cưng. Dạ. Rất là đẹp. Cảm ơn bạn. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ, cái bút này là con mang ở bên Nhật về ạ. Cái viết của Nhật. À, dạ. Cái, một cái còn viết. Tại sao lại tặng viết? Nói một cái lý do đi. Là có, anh cái này có thể sử dụng mỗi lúc mỗi nơi. Và có thể kỷ niệm. Dạ. Anh cầm cái viết là anh nhớ em phải anh không? Anh nhớ em. Dạ, còn này là cộng dương nhịch. Cộng dương nhịch nó thể hiện sự khi mà thể hiện sự vùng ôm của em ấy. Khi mà anh làm ấy. Anh đi đâu là cũng anh có đi làm của em anh, đúng không? Lúc nào cũng có em bên cạnh. Rồi, trời ơi lãng mạn quá. Dạ, còn miếng giấy gì nữa là cái gì? Dạ, cái đó bài hát. Hồi con hát tặng cho anh. À, dạ. Hát luôn đi, hồi nữa làm chi. Đó, con hát tặng cho anh đi coi cái bài đó, hỏi cái bài gì coi anh có biết đờn không, anh đờn cho con hát luôn. Con hát bài tiếng Nhật. Tiếng Nhật. À, tiếng Nhật. À gì hả, rồi cứ đờn hát cứ đờn được không? Dạ, không, cái này là con không chịu rồi. Con hát bài Người tình mùa đông bằng tiếng Nhật. Ủa, Người tình mùa đông kìa, biết đờn Người tình mùa đông không? Đúng không? Phải bài đó không? Thôi để bạn nữ chuẩn bị trước rồi bạn nó hát không có đàn thì tốt hơn. Do hôm nay con đã họng nên hát hơi... hơi tệ xíu. Kuchi wo kiku no ga umaku narimashita donna yusireta hito ni demo kuchi wo kiku no ga umaku narimashita ruzu hiku tabi ni wakarimasu ano hito o ikakete kono machi e chuita koro wa mada ruzu dawara hito chuzu zakura ano hito o ikakete kurikaesu hito chigai ichuka naki narete. Bây giờ bạn trai tặng lại bạn gái một bài hát gì nào? À, đến với buổi công viên hình hôm nay thì tôi có một bài hát gửi tặng đến bạn nữ. Bài hát được mang tên là này của anh. Rồi, đó mình vừa đờn vừa hát đúng không? Đúng ngồi rồi. Đi, dạ. Đúng ngồi xuống. Cái ghế này nó hơi... Thank you.
tuổi ra. Dễ thương quá à. Hai đứa về đàn hát cho nhau nghe cũng hay. Bạn nam ném về duyên ngầm đó nha. Trời ơi. Hiện nay là bạn nữ là đang học tập và làm việc tại Bến Tre đúng không? Mình đang học ở thành phố. Anh em chứ ở đâu mình vậy đây vậy? Nhỏ tuổi hơn người ta mà mình là sao? Anh. Dạ, em đang học ở thành phố. Em học ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nếu mà trong cái tuần á thì dạ. Em có cái thời gian rảnh là vào lúc nào? Em thường thì em rảnh vào ngày Chủ nhật. Chủ nhật là dạ. Từ sáng đến chiều hay là sao? Dạ, từ sáng đến chiều luôn. Cái công việc gì chi phối hoặc là sẽ ngang với cái ngày nghỉ đó không? Dạ không, không sao anh. Dạ. Anh hiện nay thì đối với theo cái chế độ thì được nghỉ á, thì trong tuần anh sẽ được nghỉ một ngày. Nhưng mà bình thường như hiện nay là anh đang nghỉ ngày Chủ nhật. Dạ. Anh tranh thủ buổi chiều là anh còn đang dạ. học lái xe. Dạ. Nên là mình có thể, nếu mà được thì mình có thể đi vào buổi sáng. Dạ. Dạ. Anh quan điểm về tình yêu như thế nào ạ? Quan điểm về tình yêu của anh thì tình yêu là phải chân thành. Dạ. Và nó phải xuất phát từ cả hai phía thì mới dạ. tạo nên được hạnh phúc. Dạ, duyên là do trời tạo mà phận là do con người mà. Nhưng mà đến được hạnh phúc hay không là do tự mình chọn. Rung rung quá. Vậy là em đi Nhật là bao lâu rồi? Dạ, em đi Nhật được 3 năm xong rồi em về được 9 tháng rồi. Về 9 dạ. tháng rồi là đang tiếp tục học. Dạ, tiếp tục học. Học và tiếp tục để xin vào làm. Dạ, để đi làm. Hiện tại là anh sống ở đâu ạ? Hiện tại là anh sống ở Bình Dương. Bình Dương? Ở Dĩ An. Ở Dĩ An lên thành phố thì em đang ở quận mấy? Em ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Dạ, thì gần quân đội quân khu 7. Thì từ Dĩ An mà nếu mà lên Thủ Đức á, là nó khoảng 4-5 cây số thôi. Còn Thủ Đức thì lên nó chắc gần rồi. Dạ. Anh có ngại yêu xa không ạ? Yêu xa thì trước sau thì cũng sẽ về gần. Dạ. Dự tính của em là trong tương lai là em sẽ làm gì? Em sẽ vào công ty Nhật em làm. Em nếu như em học cao lên nữa thì em ước mơ làm một thông dịch viên. Thông dịch viên dạ. tiếng Nhật. Dạ. Nếu mà cái công việc mà như em nói là nếu mà em làm thông dịch viên thì cái thời gian mà em dành cho gia đình nó có nhiều hay không? Dạ, dạ được. Tại vì nó cũng không có bị một cái giờ định nhất định, nó có một giờ nhất định. Dạ. Khi nào người ta cần thì mình trung tâm sẽ điện cho mình đến. Anh có tật xấu gì không ạ? Anh có tật xấu hả? Dạ. Nếu mà ít nói là một tật xấu thì chắc anh cái tật xấu là vậy. Ít nói. Anh biết nhậu không ạ? Nhậu thì được nhưng mà anh không nhậu được nhiều. Dạ. Anh có hút thuốc không anh? Không. Dạ. Dạ vậy được. Ủa, hai đứa còn nhỏ tuổi như vậy thì hai đứa định yêu bao lâu thì cưới? Nếu như mà em thì em xác định là khoảng 1 đến 2 năm nếu phù hợp. Dạ. Rồi bạn gái sao hỏi đi. Dạ. Hỏi cái quan điểm gì được không? Thì dạ. Em thấy được. Như vậy có được hay không? Dạ được. Tại vì mình cũng còn nhỏ nên tìm hiểu với nhau đi xong rồi hãy cưới. Quan trọng là em trai hỏi xem đồng ý đến với chú bộ đội là gặp rất nhiều khó khăn đó. Về thời gian mình sẵn sàng hy sinh cái cá nhân mình đó được dạ. hay không? Dạ được ạ. Cái đó vì tổ quốc ạ. Con sẽ có thể chia sẻ được với anh ạ. Dạ. Hay quá. Bạn này lý tưởng rất là rõ ràng cho nên mình yên tâm điều đó. Giờ vấn đề là con hỏi bạn đi, nếu như mà con làm ở công ty nước ngoài thì bạn có lo không? Em làm công ty nước ngoài anh có lo hay không? Thỉnh thoảng thì nếu như mà em cũng sẽ đi qua nước ngoài em thông dịch thì anh nghĩ thế nào ạ? Nếu mà một đợt đi, nếu mà có thể là trong khoảng bao lâu? Thường là một tuần ạ. Nếu một tuần thì được. Dạ. Chứ bao lâu thì không được. Hỏi đi, bao lâu thì không được hả? Bao lâu thì không được anh. Nói chung thì khoảng 3-4 tuần hoặc là khoảng một tháng này kia thì dạ. hơi khó. Nhưng mà nếu một tuần thì không sao. Như em đi thông dịch, ví dụ như em thông dịch lúc Covid như này em về không được thì sao anh? Nếu mà trong tương lai em nghĩ nó còn Covid nữa thì lúc đó mình tính tiếp. Dạ. Thôi đừng mong nữa, cuối năm nay là dập dịch luôn đi cho rồi. Thôi đừng mong nữa. Dạ. Thôi, con trai hỏi coi em thấy anh sao nãy giờ. Nói chuyện em thấy anh sao? Thì nãy giờ anh và em gặp nhau thì cũng nói chuyện được nhiều rồi. Thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh là người vui tính,
Vui thiệt không? Mặt đó là không có vui. Không, nói chuyện cũng vui cô. Có duyên ngầm là đồng ý chứ mà vui tính là không có vui đâu. Dạ, nha. Hiền thật thà. Dạ, hiền thật thà. Thì anh thấy em sao? Anh thấy em là một người là có ý chí, cũng chịu khó để học tập và làm các cái công việc mà em yêu thích. Và cũng có những cái dự định nó cũng khá là rõ ràng trong tương lai. Thì anh cũng hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi, hết thời gian. Bây giờ chúng ta để tay mình nút bấm đi các bạn. Bên tay trái kìa. Hoàng, bên tay trái Hoàng, trên sau lưng ghế Hoàng. Rồi, cả hai nhìn về phía trước. Chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem thời gian vừa qua. Đó, đúng rồi. Nhắm mắt lại kiểm tra xem thời gian vừa qua đủ để chúng ta rung động chưa? Để xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Đơn giản là như vậy thôi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đúng rồi. Vô duyên đối diện bất tương phùng. 3 2 1 Hết thời gian. Tôi nghe hai cái cạch cạch là tôi vui lắm rồi. Đứng lên con. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay nhau được rồi. Nè, giờ... quên nữa hỏi nè, nãy nếu mà ấy thì bé trai đầu lòng hay là bé gái? Hai đứa thích bé trai hay bé gái đầu lòng? Một trai một gái. Nhưng mà đầu lòng là trai hay gái? Đầu lòng con trai con gái cũng được. Con trai hay gái? Dạ sao cũng được, nếu như anh muốn. Nếu như anh muốn là trai mà gái là gái mà. Dạ, song sinh càng tốt ạ. Anh muốn trai nè, anh tặng đó, trai rõ ràng luôn. Chưa chắc đâu, hồi đó tôi cũng muốn vậy đó. Hay, bây giờ mình xin phép nha. Đó, có cậu nè, có gia đình cho phép tụi con hẹn hò với nhau, xin phép thủ trưởng hỗ trợ cho tụi em hẹn hò với nhau. Bắt đầu đi. Xin phép gia đình bên bạn nữ và xin phép thủ trưởng đơn vị là qua chương trình này thì con cũng đã gặp được một bạn nữ. Thì cũng mong là hai bên là tạo điều kiện cho tụi con được có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn. Con hứa cái gì không? Cậu, hỏi cậu á. Cậu đồng ý cậu ơi. Cậu ơi, con muốn được làm quen với bạn nữ này được không cậu? Được. Cậu dễ thương lắm, cậu 83 tuổi cậu dễ thương lắm á. Rồi bạn gái nói gì thủ rồi, trưởng đi nè. Bên đây thủ trưởng nè, cha mẹ nè. Đúng rồi. Đó, con nói gì đi. Dạ anh cho, nếu như mà ngày nghỉ thì thủ trưởng tạo cơ hội cho anh có thể lên thăm con và đi chơi với con được không ạ? Rồi ba mẹ anh nữa. Dạ, dạ hai bác có thể tạo điều kiện cho hai tụi con có thể gặp nhau thường không ạ? Tìm hiểu nha. Tìm hiểu. Càng tốt. Tốt. Đấy, bố nói tốt rồi. Rồi, thế là tốt rồi. Ha. Bây giờ quà thì cứ giữ nha. Đây, quà giữ lấy, vẫn nắm tay nhau, đừng có buông tay ra. Đây là cặp những trong cái vé xem phim luôn. Cái nụ hôn đầu tiên người ta chưa trao mà. Chưa hôn hả? Không đi. Chưa trao nụ hôn đầu mà. Hai đứa đều là tinh khôi hết á, chưa nào có người yêu á. Đây là cái hôn đầu tiên dành cho nhau. Mà cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp luôn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó. Bắt đầu thì trung úy Hoàng. Thôi con xin ra phép lên má. Dạ chưa chứ chưa trung má. Đâu gì đâu mà rung. Con rung hả? Hết dạ rung mới hung. Không, còn rung chưa được hung. Hết rung chưa? Chắc tại bà nữ ít đứng trên sân khấu. Ừ. Rồi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. À, dễ thương lắm. Con là đóng mộc đầu tiên đó nghe. Người ta là chưa có ai hung hết trơn á. Phải đứng cái nụ hôn của mình. Rồi, đây là quà của Hoàng. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng giữ lấy, hai đứa đi xem phim nha. Dạ. À, để tình cảm tiếng thêm tiếng nói, không biết. Cái gì? Linh động. Rồi, đang chúc lập đi. Rồi, ok. Chúc là vận động luôn, nói gì đi. Hả? Nói gì? Nói gì thì chúc gắn vô cái đó. Cái gì? Là để yêu nhau hơn thì gọi điện qua Mocha gì đó, lại đi. Rồi để tình cảm mà tiến triển rồi sớm gắn bó lâu dài thì các bạn hãy gọi điện nhắn tin và gọi video call cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc.